hàng đến cô rất là vui. Cô giúp khách hàng được vui vẻ, vui tươi. Nhờ khách hàng mà cô được trả nợ. Cô rất là mừng cho mừng khách hàng đến đây với cô. Rất là mừng. Chẳng gì như vậy, lúc nào cô cũng có mệt quá, cô cũng phải năn nỉ các nơi các giờ giúp cô chút đi. Đừng bỏ cô mà đi, tội nghiệp cô. Khách hàng không có bỏ cô đâu, nếu như mà mình bán uy tín, chất lượng ngon thì khách hàng lúc nào là cũng đến với mình, không bao giờ bỏ cô. Nhất là thấy được cái nụ cười tươi của cô và hai cái đồng tiền của cô là thấy sảng khoái rồi, không bao giờ bỏ cô được cô ha. Cảm ơn khách hàng nha, chúc khách hàng được vui vẻ. Lúc nào chúc anh chị được mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, chúc các cháu được hạnh phúc, tươi cười mãi, trẻ không già. Lúc nào sau này các cháu mà có vợ có chồng đẻ con nha, cười giống như con nè, đó có cái nụ cười duyên dáng, nụ cười dễ thương không, cái đồng tiền đồng cười tỏa nắng, nụ cười tỏa nắng, cười đại đó. mừng mà mệt quá à. Cười không nổi cũng phải gắng để cái nụ cười cho nó bằng được, gắng cười ra cho vui. Còn bao nhiêu đó là làm được hết hả? Làm được hết chưa? Cô nghe không rõ. Có nghĩa là bạn này nói là cô mấy ngày mà cô bán như vậy á là cô đã trả được hết nợ chưa, và mình chưa. Thiếu còn được nhiều không? Chưa. Còn nhiều, mới đây mới 3 ngày à. Ngày. Mới 3 ngày đó thôi, chưa đâu, chưa được, từ. Còn mấy lúc trước là cô né chỗ này, cô né chỗ kia, cô né chỗ nọ. Nói chung là bây giờ là mình được cái ưu đãi của những cái chỗ mà bán mối cho mình ha. Là họ biết mình uy tín cho nên là họ sẽ bán được những cái gọi là bán dặn mối đó cho mình. Mình không cần phải đưa tiền trước. Dạ. Rồi thế nào mình có tiền mình trả lại. Rất là vui. Lúc trước là không có tiền góp đâu con ơi. Đi hoài à. Không bây giờ góp đầy đủ. Nói chung lúc trước đi là mình cúi mặt, giờ là mình có thể ngẩng mặt lên được cô ha. Không mất cuối. Né luôn hả? Thế ví dụ cô thiếu con cho cô đi ngã này. Sợ. Thiếu này cô đi ngã kia. Sợ tới đòi nợ cô ha. Sợ tới đòi nợ. Còn bây giờ cô biết là cô mấy các con các cháu đến như đây để cho cô trả nợ. Thì những người nào cô thiếu nợ thì cô sẽ gom tiền lại, cô sẽ trả nợ cho những người chợ cô đã thiếu ở Bình Điền. Dạ, chợ Bình Điền là cô thiếu nợ tiền ốc người ta. Thiếu tiền ốc người ta. Có một thằng á cũng cả năm á không có tiền trả, nhưng mà thấy rất là vui vẻ năn nỉ, nói má khổ quá con ơi, để bữa nào má có tiền má trả con, bây giờ má khổ quá con ơi, cũng tội nghiệp nó, chín hai tiếng rồi bỏ đi. Cái đó sự thật là quá khổ, không có tiền trả cho nó, nhưng mà nó rất là dễ thương. Dạ. Nhiều người dễ thương lắm. Dạ. Rất là dễ thương, nhưng mà sự thật là cô cũng muốn trả lắm, nhưng mà kiểu rất là mình không có khả năng của lớp nào nợ ở đây, lớp nào nợ chứ lớp nào nợ ở đây tùm lum hết trơn. Mày nhờ các con quay lên xin giúp cho cô, với nhờ các cháu khách hàng đến đây rồi để mua giúp ủng hộ cho cô. Cô rất là vui vẻ, cô rất là mừng thắng sở, với cô rất mừng chúc các cháu được vui vẻ, nhiều hạnh phúc. Các anh các chị được vui vẻ. Dạ. Các cháu. Con cũng thay mặt mọi người trên cái kênh của con là sẽ chúc cho cô được nhiều sức khỏe. Cô và chú luôn được nhiều sức khỏe và ngày càng mình bán ngày càng đắt hàng hơn nữa. Để mình sớm trả đến hết được cái nợ mà mình mong muốn cho cô ha. Dạ, cảm ơn các con. Chào các con. Dạ, chào cô. Chào con. Rồi, mình xin chào tạm biệt mọi người luôn nha. Mình xin kết thúc clip ở đây. Dạ, hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau này của mình đó nha. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha.